Xin chào tất cả các bạn, lại Đăng đây. Ở trong cái video ngày hôm nay đang hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn có thể làm một cái video TikTok nó lên được 1 triệu view hoặc là nhiều cái view hơn nữa, và nó cực kỳ hiệu quả và nó đơn giản, không tốn nhiều thời gian, và đặc biệt là những các bạn mới các bạn có thể là hoàn toàn các bạn làm được luôn. Nó rất là đơn giản các bạn. Và trong cái video ngày hôm nay đang hướng dẫn các bạn một cái cách để các bạn có thể tách phông nền ấy, mà các bạn không cần phông xanh lá cây hay là phông xanh dương gì hết, mà các bạn hoàn toàn có thể tách được cái phông và các bạn áp dụng vào cái cách làm cái video triệu view ngày hôm nay. Nó cực kỳ đơn giản. Nếu các bạn thấy cái dạng video như vậy, hướng dẫn như vậy nó hay á, các bạn hãy giúp Đăng like video này. Đừng quên là comment những câu hỏi mà mọi người muốn Đăng chia sẻ cho mọi người á. Mọi người comment và Đăng sẽ rep comment cho mọi người. Và đừng quên là chia sẻ video này cho nhiều người biết hơn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ vào nội dung chính của video ngày hôm nay nha. Chẳng hạn khi Đăng lướt TikTok thấy cái video của Tiểu Hí này rất là hot, hiện tượng mạng đúng không? Đăng sẽ đao cái video này về. Các bạn nhớ là khi các bạn download cái video này về á, thì các bạn đang hướng dẫn các bạn thôi. Còn các bạn download bằng Synaptic á, để nó không dính logo nha. Còn đi dính logo nó vi phạm chính sách TikTok nha. Sau khi các bạn tải video đó về rồi á, các bạn vào app CapCut để các bạn chỉnh sửa nha. Vào CapCut. Và sau đó các bạn chọn về dự án mới này. Và sau đó các bạn chọn cái video các bạn đã tải về á. Rồi bấm vào thêm. Và các bạn nhớ là chúng ta tải không dính logo nha. Trên cái kênh của Đăng có hướng dẫn tải TikTok không dính logo bằng Synaptic á. Các bạn nhớ tải không dính logo thì bị dính logo là vi phạm chính sách TikTok nha. Rồi sau đó các bạn chọn vào lớp phủ. Các bạn sẽ chọn vào lớp phủ để các bạn có thể là chọn vào cái video các bạn đã quay sẵn á. Các bạn bình luận, các bạn nói vào cái video của Tiểu Hí như thế nào á. Các bạn có thể chọn, đây Đăng ví dụ Đăng chọn đại cái video mà Đăng đã quay sẵn thôi. Và sau đó bấm vào thêm. Và các bạn sau đó thì các bạn có thể là dùng hai ngón tay của mình á, chúng ta có thể zoom to, zoom nhỏ. Và các bạn có thể là di chuyển, các bạn nhớ chọn cái video vào cái video của các bạn nha. Các bạn có thể di chuyển như nào đấy. Thì cái cách làm này á, thì có một cái rất là hay, cái ưu điểm của nó là khi các bạn là một kênh mới, các bạn chẳng có thương hiệu, các bạn chẳng có fan, nên là người ta chẳng biết các bạn là ai hết. Thì các bạn tận dụng những cái gương mặt, những cái trend như vậy nè, nó sẽ giúp cho người ta thu hút người ta bởi những cái idol đã nổi rồi ấy, là những cái trend đã nổi rồi ấy, thì sẽ giúp làm cái đòn bẩy đứng trên vai khổng lồ ấy, thì giúp các bạn sẽ lên rất là nhanh. Ok chưa? Và các bạn muốn xóa phông á, xóa những cái phông này nó rất không có đẹp đúng không? Thì các bạn cứ bấm vào cái video các bạn, và sau các bạn nhìn những cái thanh ở dưới này, những cái thanh hiệu ứng ở dưới á, thì các bạn kéo qua một tí thì nó có một cái chữ là xóa nền. Thì cái xóa nền này á, thì thường thường là các bạn phải có phông xanh, các bạn là phông xanh dương các bạn mới xóa được. Nhưng mà CapCut mới cập nhật tính năng mới á, là các bạn không cần các bạn phông gì hết, các bạn có thể là xóa rất đơn giản. Ok chưa? Và các bạn nhớ là cái nền nhớ đồng nhất thì nó xóa dễ hơn nha. Ok chưa? Các bạn có thể zoom to, zoom lớn lên, rất là đơn giản. Thứ nhất, em có thể kiếm được tiền thông qua donate trong livestream TikTok. Mình cũng kiếm được cái này, bạn thấy mà một cái video rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp, và cái chiến lược của nó cũng rất là hiệu quả. Thì các bạn cứ xem và các bạn cứ làm theo. Còn cách làm và chiến lược như nào, triển khai như nào, các bạn hãy xem tiếp cái phần sau của video này nhé. Đăng vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái kỹ thuật, cái cách làm ở trên CapCut như nào rồi. Còn bây giờ thì cái chiến lược chúng ta ứng dụng như nào để chúng ta có những cái video triệu view đầu tiên dành cho người mới nhé. Thì để làm cái cách này để cho hiệu quả, thứ nhất thì các bạn phải thường xuyên, các bạn dành thời gian một ngày, các bạn dành khoảng chừng 30 phút cho đến 1 tiếng các bạn xem TikTok, để các bạn nắm được những cái trend nào đang hot TikTok nè, những cái trend nào đang thịnh hành nè, những cái nhân vật nào nó đang hot nè, hay là những cái dạng video nào đang hot, hay là những cái kiểu mà chẳng hạn như là cái video clip đang hot á, để các bạn nắm được, để các bạn download về, để các bạn làm một cái video, để các bạn ghép phông nền như đang hướng dẫn hồi nãy á. Các bạn nêu quan điểm của mình về cái video clip đó, có thể là các bạn đồng ý hoặc là các bạn không đồng ý, hoặc là các bạn phản bác gì đó, hoặc là các bạn nêu ra một ý kiến làm người ta bất ngờ đối với video của bạn. Đó, thì cái này các bạn sẽ có một cái rất là lợi thế, là các bạn sẽ tận dụng được cái độ hot của cái video đó để nó làm đòn bẩy, để nó đưa các bạn lên, giống như chúng ta đứng trên vai khổng lồ các bạn. Thì có rất là nhiều bạn, các bạn làm những cái dạng video như vậy thì cái kênh mới thì các bạn sẽ lên view rất là nhanh và đạt triệu view nhờ đứng trên vai khổng lồ như vậy rất là dễ dàng. Và cái thứ hai á, thì để các bạn ứng dụng cái dạng video này á, là các bạn có thể là giúp chúng ta đỡ tốn thời gian nhiều hơn. Chẳng hạn như là các bạn thường thường là các bạn sẽ lấy ý tưởng bên TikTok Trung Quốc đúng không? Nhưng mà khi chúng ta lấy ý tưởng bên TikTok Trung Quốc này hay là trên YouTube gì đó, các bạn đăng lại cái video á, các bạn nếu các bạn đăng lại cái video đó thì các bạn sẽ bị dính một lỗi, là chúng ta sẽ dính một lỗi là re-up video, là cái lỗi này nó cực kỳ nặng với TikTok luôn. Hoặc là các bạn làm phim làm nhạc, các bạn up lại á, thì các bạn đang dính lỗi re-up. Cho nên là khi các bạn biết được cách làm này nè, các bạn ghép cái phông nền, sau đó các bạn tắt phông nền trên cái nền video của bạn giống như nãy đang hướng dẫn á, thì các bạn sẽ không có bị vi phạm. Chẳng hạn như các bạn thấy là một cái video trên TikTok Trung Quốc có rất là hot về hướng dẫn một cái món ăn nào đó,
Nếu các bạn đăng lại là các bạn vi phạm rồi. Thay vì như vậy thì các bạn làm giống như cách đang hướng dẫn á, các bạn lồng cái hình các bạn vào và sau đó các bạn tách phông nền, và sau đó các bạn thuyết minh về một cái món ăn đó, các bạn hướng dẫn người ta làm như nào. Tại vì bên trước Inbox người ta làm từng bước rồi, các bạn lồng hình các bạn vào và các bạn giả bộ như chúng ta đang thuyết minh như thế. Ở bước thứ nhất làm này, bước thứ hai làm này, thứ bước ba làm này á, thì những cái dạng video như vậy á thì mà TikTok nó sẽ không đánh vi phạm các bạn đâu. Cho nên đây là cách đơn giản mà đỡ tốn thời gian. Các bạn làm về chủ đề làm đẹp da này, hay là làm về món ăn, hay là làm về cái này, làm về cái kia, thì các bạn có thể tận dụng những cái nguồn nguyên liệu có sẵn, và các bạn chỉ cần chúng ta ghép phông nền và chúng ta thuyết minh thôi, chúng ta hướng dẫn thôi, thì nó sẽ đỡ mất thời gian nhiều hơn là các bạn làm thật. Ok chưa? Thì có rất là nhiều bạn đã thấy quan sát TikTok là các bạn sẽ dùng những cách này mà các bạn thành công rồi. Cái kênh chỉ xây theo cái cách này thôi á. Nắm bắt trend nè, thuyết minh một cái trend đó, hoặc là làm những lấy những cái video hot hot bên TikTok Trung Quốc hay là nền tảng đó về, các bạn ghép phông nền như vậy và các bạn thuyết minh lại, các bạn hướng dẫn lại, thì nó cũng có một hiệu quả nhất định. Thì đây là những cái cách ban đầu thôi, nhưng mà đang khuyên các bạn là các bạn nên tự quay thì sẽ tốt hơn. Ok chưa? Nếu các bạn thấy cái chủ đề này nó hay á, thì các bạn hãy đừng quên thả tim cho cái video này, và đừng quên là đăng ký kênh Chưa Phải Đăng Official để đang có động lực đang làm nhiều video hướng dẫn nhiều hơn cho các bạn nhé. Và có câu hỏi gì các bạn hãy comment ở đây, đang series comment cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.